nhau rắc bùa phép màu cho buổi Zoom ha. Chúng ta nhắm mắt lại đi ạ, và đưa ra cái kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được trong buổi Zoom ngày hôm nay trước khi Zoom bắt đầu ạ. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn các chị rất nhiều ạ. Ok các chị ha, trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã đi qua cái yếu tố tiếp theo để mà mình có thể biến những cái ý tưởng của mình thành tiền bạc cũng như tài sản, đó là lập kế hoạch. Khát vọng sẽ kết tinh thành hành động. Sau khi mà mình đã có cái mục tiêu rõ ràng, mình cái chị phải biết rõ được cái điều mà mình mong muốn đạt được trong cuộc sống của mình là cái gì, đúng không ạ? Cần phải có được cái niềm tin, cần phải có khát vọng, phải biết tự cảm thị, phải sử dụng được óc tưởng tượng. Và ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ cùng nhau tác giả hướng dẫn cho mình cái cách để mình có thể lên một cái kế hoạch, lên một cái kế hoạch và mình hành động. Nghe chưa? Hành động đó là cái cầu nối giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Khi mà mình có ứng dụng sức mạnh tiềm thức hay luật hấp dẫn đi chăng nữa cái chị, thì tiềm thức cũng như là luật hấp dẫn mà sẽ thu hút cho các anh chị những cái nguồn lực, trên cái hành trình mà mình đi. Nhưng mà mình phải bước đi thì mình mới có thể nắm bắt được những cái nguồn lực đó, là cũng như là mình phải hành động thì mình mới tạo ra kết quả. Có một cái ví dụ rất là hay của ông Jim Rohn. Ông bảo rằng là giữa hạt giống và đất trồng, giữa hạt giống và đất trồng, mình phải mang cái hạt giống mà mình phải gieo trồng vào đất trồng và phải hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, là mình phải chăm sóc, tưới nước đúng đủ đều cái hạt giống đó thì nó mới ra hoa kết quả được. Chứ mình không thể nào mình đòi hỏi, mình không có gieo hạt mà mình đòi hỏi đất là phải ra hoa kết quả cho mình ăn được. Đất bảo rằng là sao ạ? Đừng có mang đến cho tôi đòi hỏi của bạn, hãy mang đến cho tôi hạt giống. Và khi mà mình mang đến cho đất hạt giống rồi, mình phải hoàn thành cái bổn phận của mình trước. Bổn phận của mình đó là mình còn phải học cách nữa mà để mà chăm sóc, tưới nước cái hạt giống nó đúng đủ đều. Nếu như mà mình không có tưới đúng đủ đều các anh chị thì cái hạt giống của mình nó không thể nào nó ra hoa kết quả được. Nên là ví dụ anh chị nào ở đây mà mình chưa có một cái thói quen đúng đủ đều liên tục trong một cái thói quen nào đó, thì chúng ta cần phải rèn luyện nha các anh chị. Rèn luyện từ những cái điều nhỏ nhất thôi, rèn luyện từ những thói quen nhỏ nhất thôi, các anh chị chọn ra cho mình một cái thói quen nào đó, đúng không ạ? Và sao ạ, mình dù như thế nào, dù ra sao, dù ngày hôm đó bận bịu như thế nào thì các anh chị phải chăm sóc, vẫn phải làm những cái thói quen đó để mà mình có thể rèn luyện cho mình cái thói quen đúng đủ đều, có sự liên tục. Đây được gọi là sự kỷ luật. Động lực thì nó chỉ giúp cho mình trong cái thời điểm ban đầu thôi, nhưng mà cái sự kỷ luật thì nó mới giúp cho mình tạo ra kết quả. Cái gì cũng phải đúng đủ đều và liên tục hết đó. Và đây là cái thói quen không phải ai cũng có, đúng không ạ? Đa số những người thành công và giàu có các chị, hầu hết họ đều có được cái sự kỷ luật.
Tại vì họ biết rằng là chỉ có đúng đủ đều liên tục thì mới tạo ra kết quả. Y chang như mình trồng một cái cây ở nhà. Như cái cơ thể của mình nó như vậy, nếu mà mình không có cho cái cơ thể của mình ăn đúng đủ đều liên tục thì sống cũng không nổi. Không thể nào mình bảo rằng là mình ăn tuần thôi, sau đó cả cuộc đời mình không ăn nữa. Mình phải bổ sung chất dinh dưỡng vào cơ thể của mình liên tục. Mình trồng cái cây cũng vậy. Nên khi mà mình nhìn vào một cái cây, mình thấy cuộc sống của mình trong đó. Và trên cái hành trình mà mình thực hiện mục tiêu tích lũy tài sản cũng vậy, nó cũng cần phải có được cái sự liên tục đúng đủ đều. Nên thành ra nếu mà mình thấy mình chưa có thói quen này, không sao cả, mình rèn luyện thôi. Hai cái chị ha, mình đặt ra cái mục tiêu đúng không ạ, và mình rèn luyện cho đến khi nào mình có được cái sự kỷ luật. Mình làm những cái việc khôn ngoan và mình chăm chỉ làm những việc khôn ngoan ấy đúng đủ đều liên tục thì cuộc sống mình thay đổi thôi. Thì ở đây đúng không ạ, tác giả chia sẻ. Vậy thì Diễm nói tiếp nè. Vũ trụ bảo rằng đó là mình cần phải làm tròn bổn phận của mình trước, có nghĩa là sao cái gì? Mình là cái chị mang hạt giống đúng không ạ, gieo trồng vào vào đất, và nhiệm vụ của mình đó là chăm sóc hạt giống đó, tưới nước đúng đủ đều liên tục, đó là nhiệm vụ của mình. Còn phần còn lại á, phần còn lại là sau khi mà nước nó được tiếp xúc vào hạt giống đúng không ạ, rồi nó tiếp xúc như thế nào, nó thấm ra làm sao, rồi cái từ cái hạt giống đó nó sẽ mở ra như nào để nó nảy mầm lên, rồi từ cái nảy mầm để nó lớn thành một cái cây lớn rồi ra hoa kết quả, thì đó là nhiệm vụ của vũ trụ. Là nhiệm vụ của mình rất đơn giản luôn, chỉ có mang hạt giống đưa xuống đất rồi chăm sóc nó đúng đủ đều liên tục, nhiệm vụ còn lại vũ trụ lo. Bao nhiêu số cái chị thấy cái nhiệm vụ của mình nó đơn giản, nó dễ hơn rất là nhiều so với những cái điều vũ trụ đang làm cho mình ạ. Cái chị comment tôi giúp Diễm không? Mình nghĩ như sao nếu như mà mình phải làm luôn những cái nhiệm vụ của vũ trụ đang làm? Nên là mình chịu trách nhiệm cái phần dễ nhất rồi đó các chị. Bây giờ là chỉ còn là cái thói quen ở mình nữa thôi. Giờ chỉ cần là mình còn rèn luyện cho mình thói quen đúng đủ đều liên tục, có được cái sự kỷ luật nữa thôi là xong rồi. Giờ nếu mà chưa có điều đó thì sao? Thì rèn luyện, đưa vô bài thôi miên nữa mà tự kiểm thị mỗi ngày, sau đó rèn luyện từ những cái thói quen nhỏ nhất thôi. Chọn một cái thói quen nào đó, chẳng hạn như một ngày cái chị đưa ra cho mình quyết định là sáng mỗi ngày vào Zoom đọc sách cho mới Diễm 4:30 sáng như này, dù ngày hôm đó có thức khuya hay là nhà có tiệc thì vẫn phải vào. Hoặc là cái chị lựa chọn cái việc đơn giản hơn nữa đó, mỗi ngày đọc hai trang sách thôi, hai trang sách thôi cũng được, nhưng mà mình phải liên tục có cái sự đúng đủ đều. Làm sao để mà mình có thể rèn luyện được cho mình cái thói quen, có được cái sự kỷ luật thì mình mới tạo được cái kết quả. Bao nhiêu số cái chị rõ là cái điều chia sẻ. Có một cái quy luật của vũ trụ, đó là cái cách mình làm một việc là cách mình làm mọi việc á. Nên là thành ra là để mình xây dựng cho mình một cái thói quen, nếu mà mình xây dựng cho mình một thói quen lớn thì nó chưa dễ, thì hãy lựa chọn cho mình những cái điều dễ để làm chứ. Cái điều nào dễ mà nó đơn giản đúng không ạ, mà nó dễ làm để mình lựa chọn nó, mình xây dựng cho mình cái thói quen. Khi mà mình thói quen mà nó trở thành cái thói quen trong những cái việc nhỏ rồi thì những cái việc lớn mình sẽ làm nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì trong cái việc mà mình tích lũy tiền bạc tài sản cũng vậy á, cái gì mình đặt ra cho mình một cái mục tiêu về tiền bạc tài sản thì vũ trụ bảo rằng là bạn cứ làm tròn bổn phận của bạn đi, phần còn lại tôi lo hết cho. Vậy thì cái bổn phận của mình là cái gì ạ? Bổn phận của mình đó là mình biết rõ được cái điều mình mong muốn, mình đưa cái điều mình mong muốn vào bên trong tiềm thức của mình thông qua cái tự kiểm thị. Và mình sử dụng, mình phải có cái khát vọng, có niềm tin ha, phải niềm còn phải phải tin tưởng, tại vì khi mình có niềm tin thì mình mới có được cái sự liên tục đúng đủ đều được. Và mình cần phải sử dụng được cái óc tưởng tượng của mình hình dung tưởng tượng và sống như thể đã đạt được rồi. Sau đó mình phải làm tốt cái việc đó là phải bắt tay vào để mình chăm sóc nuôi dưỡng cái hạt giống mục tiêu của mình. Chăm sóc nuôi dưỡng bằng cách nào ạ?
đó là mình hành động đấy. Mình cứ tiến lên phía trước đúng mà, cứ hành động hành động hành động với một cái niềm tin tưởng. Mỗi ngày cứ giờ nào hình dung tưởng tượng là giờ đó hình dung, tối trước khi ngủ sáng khi thức dậy. À, còn ban ngày là cái thời gian mình phải bắt tay vào để mình hành động. Kiên trì, kiên nhẫn. Phần còn lại vũ trụ lo. Đừng lo, đừng lo, trời ơi, giờ nguồn lực ở đâu ta, không thấy nguồn lực đâu hết. Đừng lo là bây giờ làm cách nào, làm cách làm nào ta. Khi mà các anh chị gieo gieo hạt giống vào lòng đất đó, các anh chị đâu suy nghĩ cách làm nào để cái hạt giống của mình nó ra cây đâu. Thì cứ làm đúng đủ đều vậy thôi. Nên là ở đây nó còn phụ thuộc vào cái việc đó là các anh chị có chăm sóc đúng đủ đều hạt giống của mình không, hay là mình không có sự tập trung. Không có sự tập trung là lúc có kết quả, lúc không có kết quả. Anh chị nào mà lúc có kết quả, lúc không có kết quả là đến từ cái việc là sao ạ? Là mình không có sự tập trung. Cái hạt giống của mình hứng lên đúng không ạ? Mình liên tục, mình chăm sóc, tưới nước. Thế là nó đang nảy mầm lên. Cái tự dưng cái không có thể không tập trung nữa, không có tưới nước nữa, đi tập trung vào chuyện khác. Quên luôn cái hạt giống của mình. Thì giờ nó quay trở lại ban đầu thôi, giờ mình không chăm sóc nữa để đâu lớn nổi. Mà được có một cái nha chị, đúng là tiềm thức vũ trụ mình tuyệt vời lắm. Có nghĩa là luôn luôn cho mình những cái cơ hội để mình làm lại. Không có bao giờ mà sao à, không có bao giờ mà chặn luôn cái con đường của mình hốt sự tập trung cái là nó biến mất luôn, không có. Cái hạt giống là mục tiêu của các anh chị. Nếu mình không tập trung nữa mà thì nó lại cái nó đang nảy mầm thì giờ nó hết nảy mầm, nó quay trở lại hạt giống ban đầu. Nhưng mà khi mà bây cái chị tập trung lại thì sao à? Thì nó lại nảy mầm lại. Mà quan trọng để mà cái sự thành công nó tiếp thành công thì mình phải có được cái sự tập trung liên tục, kỷ luật liên tục thì cái kết quả nó mới nối tiếp kết quả được. Còn mình cứ không tập trung, lúc mình cần tiền thì mình mới tập trung, lúc mà mình không cần tiền nữa, mình không tập trung nữa thì nói với anh chị lúc có kết quả lúc không nha. Đừng đổ thừa tiềm thức nha, đừng đổ thừa tiềm thức là sau mình lúc kết quả, lúc kết quả là cái thứ đó. Nó cũng phụ thuộc vào cái việc là mình có tập trung hay không, phải rèn luyện cái sự tập trung nữa cơ. Liên tục đúng đủ điều kỷ luật rồi tuyệt vời rồi, phải rèn luyện cái sự tập trung. Cái sự tập trung nó phải liên tục. Nên là Diễm thấy có một số gì Diễm rất là thương. Ưu đàm đang có kết quả lên cái xong không tập trung, lo hết chuyện này tới chuyện kia. Nào là chuyện gia đình, nào là chuyện chuyện chồng, chuyện con, chuyện gì hàng xóm cũng lo. Thấy không? Xong không tập trung. Tập trung xong mà không có kết quả. Quả quay lại phải làm lại từ đầu. Giờ nhắc không nghe kệ luôn. Khi nào học bài học thì lớn. Ok các anh chị nha. Nên là ở đây á, tác giả chia sẻ là cái sẽ hướng dẫn cho mình một cách cơ bản để các anh chị có thể xây dựng kế hoạch, những kế hoạch thực tế này. Hay ghê. Đúng là hồi xưa cái chị lúc mà Diễm đọc qua cái cuốn sách này, qua cái đoạn này nè, mình cực kỳ khao khát luôn. Tại vì á, là lúc đó là mình đã rất là khao khát có cái cuộc sống thành công và giàu có rồi. Chỉ có một cái là bây giờ mình không có biết lập kế hoạch gì á, mình không biết làm sao để mà mình có được cái cuộc sống đó. Nên cái lúc mà Diễm đọc qua cái khúc này nè, là cách cơ bản để xây dựng kế hoạch thực tế nha. A, đầu tiên đó là phải liên kết bản thân của bạn với một nhóm càng nhiều người bạn, càng nhiều người bạn cần càng tốt, để hình thành và thực hiện kế hoạch tích lũy tiền bạc, hay còn được gọi là nhóm trí tổ tú. Tự nhiên cái lập kế hoạch cái đầu tiên cái phải tìm nhóm nhóm trí tổ tú ấy. Sau cái mình mới suy nghĩ rồi coi giờ có mình à. Xung quanh mình á, những cái người bạn cũng đang đi làm thuê giống mình, đâu có ai mà không có ai mà có cái ý chí mà muốn làm giàu thành công này kia giống mình. Vậy bây giờ tìm cái nhóm trí tổ tú ở đâu? Ông Jack Ma ông bảo rằng á, là khi mà mình chơi với lại 5 triệu phú thì mình sẽ trở thành triệu phú thứ sáu, mình chơi với 5 người thành công thì mình sẽ trở thành người thành công thứ sáu. Nhưng mà bây giờ xung quanh mình đâu có ai thành công, đâu có ai mà giàu có đâu, làm sao mà chơi được, đâu có ai là triệu phú đâu. Và lúc đó mình cũng không biết tìm nhóm trí tổ tú ở đâu. Lúc mình Diễm cực kỳ khao khát luôn. Thế là Diễm nó đưa ra cho mình một quyết định. Mình biết rằng là ồ, nhóm trí tổ tú rất là quan trọng.
mình đưa cho mình một cái quyết định, đó là mình cũng sẽ có được một nhóm trí tuệ ưu tú để cùng mình tích lũy tiền bạc, đúng không ạ? Đó là A. Cái bước thứ nhất đó là mình phải tìm ra được một cái nhóm, càng nhiều người mình cần càng tốt, rồi một nhóm trí tuệ ưu tú. B, bước thứ hai, trước khi mình thành lập liên minh trí tuệ ưu tú, mình hãy quyết định xem là lợi ích nào bạn có thể mang đến cho mỗi thành viên trong nhóm để đổi lấy để đổi lấy sự hợp tác của họ. À, không ai làm hết mình nếu không có các hình thức bồi dưỡng nào đó. À, chẳng một người thông minh nào lại yêu cầu hay mong đợi người khác làm việc cho họ mà không có những phần thưởng xứng đáng dành cho những người đó. Dù cho phần thưởng không phải lúc nào cũng là tiền bạc. Nghĩa là bước thứ hai, mình phải xem là mình sẽ mang cái lợi ích nào đến cho mỗi thành viên trong nhóm để đổi lấy sự hợp tác của họ. Ví dụ như mình hợp tác với một người là mình sẽ sao ạ? Mình sẽ sử dụng được cái trí tuệ của họ, mình sử dụng luôn cái thời gian của họ, mình sử dụng được những cái kỹ năng của họ, mình sử dụng được đôi khi là cả tiền bạc của họ luôn, và mình sử dụng luôn cả được những cái mối quan hệ của họ luôn. Tại vì đôi khi họ có những mối quan hệ tuyệt vời, đúng không ạ? Thì họ cũng sẽ dẫn dắt mình để mình có thể gặp được những cái mối quan hệ tuyệt vời đó. Có nghĩa là mình sử dụng hết tất cả mọi thứ của người ta. Vậy thì mình phải xem là mình phải có cái gì để mà mình hợp tác với người ta. Mình sẽ mang lại cái lợi ích nào cho người ta. Đây được gọi là win-win. Không thể nào mình đòi miễn phí được cái gì. Không có ai mà người ta cho mình xài hết mà xong rồi miễn phí hết trơn. Nó không có bền được, nó không có lâu dài, nó không có bền luôn. Nếu mà chỉ có lợi mình thôi nhưng mà không có lợi người thì nó không có bền. Phải lợi mình và lợi người. Nên thành ra bước hai này là mình phải xem là mình có cái lợi ích nào để mình phải mang đến cho mỗi thành viên trong nhóm hay không, thì lợi để đổi lấy sự hợp tác của họ. Bước thứ ba, nên là thành ra chẳng hạn như trong một cái trận bóng, trong một cái trận bóng ấy, mỗi người cần phải làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Mỗi người phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Không thể nào mình bắt người ta làm hết được. Và mà mình phải làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Mỗi người có mỗi nhiệm vụ và mình cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì mình mới đổi lấy được sự hợp tác của họ được, đúng không ạ? Bước 3 đó là mình cố gắng sắp xếp để gặp gỡ các thành viên trong nhóm trí tuệ ưu tú của bạn ít nhất là 2 lần một tuần. Và thường xuyên hơn nữa nếu có thể. Cho đến khi các bạn đó cùng nhau hoàn thiện một hay là nhiều kế hoạch cần thiết để tích lũy tiền bạc. Nói chung đó, cái gì là những cái mối quan hệ đối tác của mình thì cũng giống như là một cái cây. Một cái cây thì mình cũng phải chăm sóc nuôi dưỡng. Đã, mình cũng phải chăm sóc nuôi dưỡng, nên là thành ra mình phải sắp xếp được cái thời gian đúng không ạ, để mình có thể gặp ít nhất là 2 lần tuần. Nha, mình nuôi dưỡng cái mối quan hệ cũng như là cùng nhau hoàn thiện hay lên kế hoạch. Và bước thứ tư đó là hãy duy trì cái sự hòa hợp tuyệt đối giữa bản thân và mỗi thành viên trong nhóm trí tuệ ưu tú của bạn. Đây là điều cực kỳ quan trọng luôn. Nếu như mà không có sự hòa hợp tuyệt đối nha, sự hòa hợp mà 50-50 cũng không được luôn, mà là sự hòa hợp tuyệt đối. Vì chỉ cần là có hai cái bộ não vậy mà có được cái sự hòa hợp tuyệt đối và cùng hướng về một cái mục tiêu thôi, thì Diệp nói các anh chị đó là cái nguồn sức mạnh rất là mạnh, nguồn sức mạnh cực mạnh luôn. Ví dụ như mình thấy bản thân của mình, khi mà ý thức và tiềm thức của mình hợp nhất là một, mà mình hướng về một mục tiêu nào đó, là mình đã thấy là vũ trụ đã hậu thuẫn cho mình, đúng không ạ? Có một nguồn sức mạnh đã rất là lớn rồi. Cái này mà hai người cùng chung một mục tiêu, cùng dùng tiềm thức mà hướng về một mục tiêu nữa, thì Diệp nói với các anh chị là sức mạnh cực mạnh. Nên là các anh chị thấy á, hồi xưa á, những cái người mà người ta có quân đội á, được ạ, có một cái nhóm á, mà người ta đi quân hành, mà người ta bước 1 2 1 2 1 2 á. À, nếu như một đội nhóm lớn mà họ cùng bước 1 2 1 2 1 2 anh chị, mà đi qua một cái cây cầu nào đó, thì nó là cái cây cầu đó nó sẽ không an toàn luôn anh chị. Có nghĩa là nó sẽ tạo ra một cái xung lực rất là mạnh, và chắc chắn là cây cầu đó lên đường
Nên là thành ra là những cái hồi xưa đúng không ạ, khi mà đi qua những cái cây cầu đó thì lúc nào người ta cũng sẽ đi lẻ tẻ, không có bước cùng bước là 1 2 1 2 1 2 nữa, mà người ta sẽ đi lẻ tẻ để sao ạ, à, để nó không có được cái nguồn sức mạnh và để cái cầu nó an toàn. Đây là trên những cái video ở trên trên mạng thì cũng có nữa. Hồi xưa về theo kiểu chiến tranh đó, người ta hay có một cái quân đội đúng không? Nên là dùng đấy cái chị rằng là cái sự hòa hợp á, cái sự hòa hợp nó rất là quan trọng trong một cái đội nhóm. Và để mà có một cái nhóm trí tuệ ưu tú thành công thì mình phải có được cái sự hòa hợp tuyệt đối. Có nghĩa là hòa hợp tuyệt đối luôn, yêu thương quý mến tin tưởng nhau, hòa hợp tuyệt đối chứ không phải là có được cái sự nghi kỵ. Dạ, nghi kỵ là trời ơi, bạn này này làm nhiều, bạn kia làm ít rồi. À, đó rồi như thế này như thế kia, bên này làm giỏi bên kia làm không giỏi, cái thứ có nó có được cái sự ở trong bên trong của mình nó không có được hòa hợp á. Khi mà Diễm nói cái chị là một cái đội nhóm mà không có sự hòa hợp không bao giờ phát triển nổi luôn. Diễm đã từng chứng kiến, Diễm đã từng chứng kiến, tại vì Diễm làm kinh doanh, Diễm làm đội nhóm cũng nhiều á, thành ra là có rất là nhiều bạn làm đang có kết quả rất là tốt, cực kỳ tốt luôn. Cái tự dưng cái có những cái tiếng nói nhỏ xuất hiện, nó tạo ra cái sự không hòa hợp giữa bạn ấy với lại cái người sếp, cái người lãnh đạo. Rồi khi mà không hòa hợp một cái là sao, là đâu có muốn làm, tối ngày cứ suy nghĩ cái việc trời mình làm người trên hưởng, không phải làm. À, lãnh đạo gì mà không ra dáng lãnh đạo gì hết trơn, trời ơi, mất mới gì tôi phải làm cái thứ đúng không ạ. Cứ tối ngày cứ hồi xưa là tập trung vào công việc, tập trung vào mục tiêu tiền bạc thì tiến thôi, còn bây giờ lại còn suy nghĩ mấy cái không tích cực nữa, thế đâu làm, không làm thì sao không có kết quả, tự nhiên đang kết quả lớn quá trời luôn, cái tự dưng cái dòng tiền nó bị ngưng là hết, không có kết quả luôn ấy. Cứ lo nghi kỵ không, đâu làm gì đâu, mà cuối cùng là không có kết quả cho đến khi tốt nghiệp được bài học lòng biết ơn. Thì do mình chưa đủ lòng biết ơn thôi, đúng không ạ? Do mình đó là một trong một cái mối quan hệ nào đó mình kỳ vọng quá nhiều, mình đòi hỏi quá nhiều, không biết mình có cho được người ta cái gì không mà sao thấy toàn đòi hỏi không, đúng không? Thì mình kỳ vọng nhiều, mình đòi hỏi nhiều, rồi tự mình không vui, rồi tự mình không hạnh phúc luôn. Khi mà không hòa hợp đó nghe chị thì nó sẽ không có ra kết quả được. Nên ở đây á, tác giả chia sẻ rất là hay, đó là mình cần phải trở thành một người trò thông minh để mà mình có thể trở thành người thầy xuất sắc, thì trước đó mình phải là một người học trò, một người học trò khôn ngoan, một người học trò giỏi, một người học trò thông minh. Một người học trò thông minh nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là dù như thế nào, dù ra sao, mình phải luôn luôn cái nuôi dưỡng cái lòng biết ơn của mình. Tại vì Diễm nói với anh chị là cho dù cái người lãnh đạo họ như thế nào, họ ra sao, không có ai hoàn hảo hết, mình cũng đâu có hoàn hảo đâu. Mà mình bắt là cái người lãnh đạo, người phía trên mình họ phải hoàn hảo 100%, chứ mình có hoàn hảo đâu. À, và khi mà mình cứ lo trách móc, mình cứ lo than phiền hay các thứ đó, là nó đó là dấu hiệu của việc không biết ơn. Mà khi mà mình không biết ơn á, mình đừng nghĩ rằng họ không biết nha, họ biết họ biết đó cái gì. Và khi mà họ biết thì sao, là họ cũng không muốn làm việc với mình luôn, rồi cuối cùng họ cũng chả hỗ trợ mình luôn, lúc đầu thì còn được hỗ trợ, lúc sau không hỗ trợ luôn, kệ luôn, muốn làm gì làm. À, và mình không có sử dụng được, nói chung là mối quan hệ đó không hòa hợp rồi rồi xong, nó đâu còn đội nhóm nữa, và cuối cùng là không có kết quả. Bên trong của mình cảm xúc không tích cực, mình cho ra bên ngoài, à, đó là những cái suy nghĩ cảm xúc không tích cực, thì nó thu hút đến cho mình những cái khách hàng không tích cực, thu hút đến cho mình những đối tác không tích cực, nó thu hút đến cho mình những sự kiện không có tích cực. À, nên là nó không có lợi ích gì hết trơn. Cái việc mà trách móc hay là mình giận hờn, vu vơ rồi đó, những cảm xúc không tích cực nó không có mang tới lợi ích gì cho mình luôn anh chị. Nó chỉ thu hút cho mình những điều không tích cực thôi. Nên thôi.
Rồi, luôn luôn nuôi dưỡng lòng biết ơn đi. Chị nói cái chị là cái gì đúng cái gì sai thì đã có luật nhân quả, vũ trụ đã nhìn thấy hết. Đôi khi là bằng bằng cái tư duy của mình thì mình không có nhìn rõ được mọi thứ như thế nào thôi, nhưng mà cái chị yên tâm là vũ trụ nhìn thấy hết. Cái chị tuyệt vời đúng không, cái anh chị ta trao rất là nhiều giá trị đúng không, mà nhưng mà cái chị chưa có nhận được đúng với những cái giá trị của cái chị. Không sao hết, vũ trụ nhìn thấy mình đang làm việc với vũ trụ sẽ là người trả công cho các anh chị, chứ không phải sếp mình, không phải cái người phía trên ai đâu ạ. Trong cái cuộc sống này chỉ có mình với luật hấp dẫn thôi, nên bên trong của mình như thế nào mình sẽ thu hút những cái sự kiện đến với mình y chang như vậy. Mọi thứ đã có vũ trụ nhìn, vũ trụ lo hết rồi, có luật nhân quả rồi, không cần phải lo giùm, không cần phải nghĩ giùm đâu, rồi không cần phải tự không vui đâu. Việc của mình là luôn vui, luôn hạnh phúc, luôn biết ơn, luôn yêu thương. Bao nhiêu số các anh chị rõ điều này, Diễm chia sẻ comment tôi ạ. Diễm nói với các anh chị rằng là nhờ Diễm rèn luyện được cái tốt nghiệp cho mình cái bài học này, nên thành ra trên hành trình của mình đi lúc nào mình cũng vui, lúc nào mình hạnh phúc. Tại vì Diễm tin rằng là vũ trụ sẽ mang đến cho mình, nếu như mà mình xứng đáng thì mình sẽ nhận được những điều xứng đáng. Còn việc của mình, cho dù người khác như thế nào, cho dù người khác ra làm sao, thì mình vẫn luôn nhìn những cái điều những điểm mạnh của họ, những cái điều tích cực của họ để mà mình biết ơn. Mình làm điều đó là vì ai? Là vì mình chứ vì ai? Đúng không nghe chị ơi? Có phải là mình làm điều đó là vì mình không? Không biết là người kia có xứng đáng hay không nha, chả cần quan tâm luôn, nhưng mà mình biết rằng là mình đang làm điều đó vì mình đó. Để chi à? Mình đâu có để mấy cái viên than hồng vô người mình chi. Khi mà mình không vui một ai đó đó là mình đang để một cái viên than hồng ở bên trong người của mình. Mà để viên than mà trong người của mình thấy không khỏe rồi đó. Lúc nào bên trong của mình nó cũng nóng hừng hực, nó đâu có khỏe được. Viên than mà trong người thấy lúc nào ai mà đụng vô cái cũng cũng muốn táp người ta hết trơn. Trời, tại nóng, nóng trong người. Nên là thành ra là mình phải luôn luôn biết cách chuyển hóa những cái viên than đó thôi à. Rất là mát mẻ, vui vẻ, hạnh phúc. Chưa biết là người kia có xứng đáng hay không, nhưng mà mình cảm thấy bản thân của mình xứng đáng có được cái niềm vui, hạnh phúc, bình an và sự đủ đầy. Đúng không ạ? Bao nhiêu số các chị thấy bản thân của mình xứng đáng có được những cảm xúc tích cực, có được cái niềm vui, hạnh phúc đâu ạ? Các chị comment tôi giúp Diễm ạ. Nếu mà mình cảm thấy bản thân của mình xứng đáng thì luôn luôn nuôi dưỡng cái tình yêu là biết ơn. Những cái gì bỏ qua thì những cái gì cần bỏ qua thì bỏ qua. Không có ai hoàn hảo hết trơn. Nên là mình đừng có bắt người khác hoàn hảo. Mình tưởng tượng ra một cái người nào đó hoàn hảo được trong tâm trí của mình á, sau cái mình bắt cái người kia phải làm đúng như vậy thì mình mới vui. Nhưng sự thật ra mình có hoàn hảo đâu, mà mình bắt người khác phải hoàn hảo, đúng không? Mình làm cái điều đó chỉ làm cho cái công việc kinh doanh của mình nó không phát triển thôi ha. Nên là thành ra là vì bản thân của mình đầu tiên, mình phải luôn luôn nuôi dưỡng cái tình yêu, cái lòng biết ơn, để cái cảm xúc của mình luôn tích cực. Khi mà cảm xúc của mình luôn tích cực thì mình mới thu hút những cái điều tốt đẹp tích cực đến với cuộc đời của mình được. Và đó là một cái người học trò giỏi đó cái gì. Và khi mà hệ Diễm kinh doanh, Diễm luôn luôn nhắc nhở chính mình điều này. Dù như thế nào, dù ra sao, mình vẫn luôn luôn nuôi dưỡng cái tình yêu và lòng biết ơn với những cái người đã từng giúp đỡ cho mình. Có thể là đôi khi họ chưa hoàn hảo đâu, không sao hết. Mình xem họ như cha mẹ của mình, thì cha mẹ của mình sao ạ? À? Đôi khi thì có cái này có cái kia chút luôn ạ. À. Nhưng vì là mình xem cha mẹ của mình chỉ có một thôi, nên mình cái tình yêu của mình dành cho họ vô điều kiện, kệ mình bỏ qua hết. Vì sao? Vì đó là mẹ mình, vì đó là ba mình, nói một vài câu gì đó với mình thôi kệ làm sao, bỏ qua. Đúng không ạ? À? Mình nhớ tới cái công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ của mình thôi, giờ đó là tính tình của cha mẹ của mình rồi, nên là mình chấp nhận, mình vui vẻ kệ bình thường. Thì cái tình yêu của mình nó cũng phải vô điều kiện như vậy với những người xung quanh. Khi mà các chị có cái tình yêu thương vô điều kiện, là tình yêu thương vô điều kiện mà là cái tình yêu không có đòi hỏi, không có đòi hỏi, yêu họ bởi vì họ là chính họ thôi. Khi mà các anh chị có tình yêu vô điều kiện thì các anh chị sẽ có trí tuệ vô lượng. Tình yêu vô lượng nó sinh ra trí tuệ vô lượng, và chính cái trí tuệ vô lượng này nó sẽ dẫn dắt mình đi trên cái hành trình sẽ rất là nhanh ha.
Nên là vì mình, vì mình xứng đáng có được những thứ tuyệt vời nhất, nên hãy luôn nuôi dưỡng cái tình yêu là biết ơn. Và như số các anh chị rõ điều này, các chị em tôi ạ. À, đây là cái cách mà Diễm sống. Nên là vì sao mình cứ hạnh phúc, mình vui mỗi ngày. Việc của mình là luôn đối xử tốt với mọi người. Còn cái việc của mọi người họ hiểu như thế nào hay là họ nghĩ mình ra làm sao, Diễm cũng chả quan tâm lắm đâu. Bởi vì mà mình chỉ cần biết rằng là vũ trụ biết được những gì mà những điều mình đang làm thôi là được. Cái gì đúng qua thời gian thì nó sẽ đúng, còn cái gì không đúng thì qua thời gian sẽ trả lời. Nên là cái sự hòa hợp tuyệt đối nó rất là quan trọng trong một nhóm trí tuệ ưu tú. Mình phải biết cách chuyển hóa. Đôi khi á, trong kênh kinh doanh á, Diễm cũng có những cái đôi lúc có những cái suy nghĩ, có những cái cảm xúc nó cũng không được tích cực đâu nghe. Nhưng mà mình phải học cách để mình chuyển hóa nó. Tại vì mình biết rằng là sao ạ, à, những cảm xúc này nó không giúp được gì cho mình hết, mà nó sẽ còn làm cho công việc kinh doanh của mình không được phát triển. Nên bây giờ mình phải ngồi để mình nói chuyện với chính mình. Đây là gọi là mình chuyển hóa đó. Mình phải học cách mình chuyển hóa được bản thân của mình. Mình phải nói chuyện được với mình đúng không ạ? Nếu như mình lựa chọn những cảm xúc này, những suy nghĩ này thì kết quả là gì? Mình biết trước được kết quả mà. Cái chị hiểu về luật nhân quả thì mình biết trước được kết quả đúng không ạ? Còn nếu như bây giờ mình lựa chọn cái suy nghĩ này, cái cảm xúc này thì mình sẽ đạt được cái điều gì? Và cuối cùng mình là người phải đưa ra quyết định là mình lựa chọn cái gì. Chứ Diễm cũng là người vậy. Nên là những cảm xúc mà không tích cực, những cảm xúc mà ganh tị, cảm xúc đố kỵ, rồi không vui, rồi cảm thấy không công bằng, rồi các thứ có hết chứ. Trời ơi, sao không có. Nhưng mà mình phải học cách chuyển hóa. Chuyển hóa đó nghe chị, đôi khi vô phòng mình phát hiện ra mình đang có những suy nghĩ không tích cực, không, đang có những cảm xúc không tích cực, rồi mình ngồi mình nhìn để mình chuyển hóa, thuyết phục quá, mình thuyết phục mình chuyển hóa đó, đưa ra hai cái lựa chọn và mình ngồi nói chuyện với chính mình để mình chuyển hóa ha. Phải chuyển hóa nhanh. Và Diễm đã học được cái cách chuyển hóa này, nên là thành ra là khi mình phát hiện ra mình có những cái suy nghĩ cảm xúc không tích cực, một cái là nghe tức rồi mình chuyển hóa liền. Diễm có nha, chỉ có một cái là mình Diễm đã học được cách chuyển hóa thôi. Nên là anh chị ở đây mình cũng phải học cách chuyển hóa nhanh. Chuyển hóa nhanh để chi? Để mình luôn luôn có được cái những cái suy nghĩ cảm xúc tích cực, vui vẻ thì mình đi trên cái hành trình mình nó nhanh. Còn không á, là mình cứ bị những cái suy nghĩ, những cảm xúc nó cứ kéo mình lại á. Kéo mình lại cái nó bị tốn thời gian. Tốn thời gian nha chị. Mà mình chuyển hóa nhanh thì mình đi nhanh hơn. Hai cái chị ha. Bao nhiêu số các chị đã ổn định đúng không? Đó, chúng ta sẽ luôn biết cách chuyển hóa những cái tiếng nói nhỏ của mình, những cái suy nghĩ của mình luôn theo những cái điều tốt đẹp tích cực của mình tôi ạ. À. Như vậy cuộc sống mình nó mới vui được cái gì. Cái gì mà lơ được thì cứ lơ đi. Cái gì mà bỏ qua được thì cứ bỏ qua đi. Chứ đôi khi mình cũng đâu có hoàn hảo đâu. À, mình vì mình nên là thành ra là mình luôn yêu thương, mình luôn biết ơn, mình luôn đối xử tốt với mọi người đi, rồi nhân quả nó đến thôi ạ. Ok các chị ha. À, chủ nhật tuần này á, thì trong nhóm rèn luyện thân tâm trí á, doanh nhân Trịnh Quốc Huy sẽ hướng dẫn cho các chị làm cái quy trình được gọi là quy trình cá chép hóa rồng. À, chủ nhật này á, đầu tiên á, là các anh chị sẽ được hướng dẫn làm cho mình cái bánh xe cuộc đời, có nghĩa là thiết lập cho mình những cái mục tiêu rõ ràng nha. Giống như những cái cuốn sách này chúng ta đi qua nè, đầu tiên là các anh chị phải có mục tiêu rõ ràng. Cái điều thứ hai là các anh chị phải có niềm tin. Niềm tin vào chính mình cũng như tin vào cái mục tiêu của mình nó có thể trở thành sự thật. Nên là thành ra là chủ nhật này các anh chị sẽ được cài đặt hết những cái phẩm chất của những cái người thành công trong cuốn sách này vào bên trong cái cơ thể của mình trong vòng 50 phút thôi. Bao nhiêu số các anh chị mong muốn có được cái niềm tin vào chính bản thân của mình, niềm tin vào mục tiêu của mình ạ? À? À, các anh chị mong muốn có khát vọng, à, các anh chị mong muốn sử dụng được cái tự cảm thị, các anh chị mong muốn là biến cái óc tưởng tượng, các anh chị mong muốn là có được một cái kế hoạch cụ thể, có nhóm chí tự tú hai cái chị những cái yếu tố trong cái cuốn sách này các anh chị nha, lập kế hoạch nè, cái tính quyết đoán nè, cái lòng kiên trì. Bao nhiêu số các anh chị muốn xây dựng lòng kiên trì, bao nhiêu số các anh chị muốn khám phá được con người phi thường bên trong của mình là tiềm thức, sử dụng được cái tiềm thức của mình. Nói chung là những cái phẩm chất trong cuốn sách này, khi mà Diễm với các anh chị đọc ở đây thì nó là lý thuyết thôi.
Và quan trọng là mình phải biến được những cái phẩm chất trong cuốn sách này vào ở bên trong cái cơ thể của mình. Nó là chính mình thì mình mới tạo được cái kết quả được. Thì chủ nhật tuần này chỉ có một quy trình tầm khoảng 50 phút thôi, anh chị sẽ giúp cho các anh chị biến hết những cái phẩm chất trong cuốn sách này nó trở thành của mình. Bao nhiêu số các anh chị mong muốn điều này comment tôi ạ. À, kiên trì, kỷ luật, quyết đoán, biết sử dụng được tiềm thức của mình, sử dụng được não bộ của mình. Các anh chị biết cái lập kế hoạch, cái hành trình để mà từ một cái mục tiêu mình cần phải đi qua những cái bước gì thì nó mới biến ra trở thành tài sản vật chất tương đương ở phía bên ngoài được. Nè, trong vòng 50 phút thôi, cài đặt luôn, trở thành của mình luôn, những phẩm chất người thành công trở thành của mình luôn, cho nó nhanh. Còn mấy cái này chỉ đọc không có cái gì mà mình không đưa nó vào trở thành chính của mình, không biết khi nào mình mới có kết quả luôn. Diễm rất là may mắn cái chị đó là trước khi vào câu lạc bộ thì Diễm đã nghe cuốn sách này rất là nhiều rồi. Chỉ có một cái á, là mình biết rằng là sao phải có lòng kiên trì mới thành công được. Chỉ có lúc đó mình không có kiên trì nổi thôi, mình không có tính kiên trì. Mình biết rằng là phải có niềm tin mới thành công được, nhưng thật sự với các anh chị lúc đó mình làm gì mình cũng làm không thành công, mới làm sao có niềm tin. Lúc đó chị cũng có biết về luật hấp dẫn đó các anh chị, chỉ có một cái là ứng dụng đạt được những cái nhỏ 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 thôi, còn tiền bạc không thấy đâu. Và mình biết rằng là mình cần phải xây dựng cho mình những cái phẩm chất trong những cái cuốn sách này. Ví dụ không biết thì sao để mà mình có thể ứng dụng được thì rất là tuyệt vời, đó là Diệm đã làm được cái quy trình cá chép hóa đồng của câu lạc bộ trạng thái hóa vàng, lột xác luôn nha chị, lột xác hoàn toàn luôn. Là từ một cái người mình không có niềm tin thì mình đã cảm nhận được cái niềm tin chiến thắng khi mà Diệm làm được cái quy trình, rồi cái khát vọng của mình, cái mục tiêu rõ ràng, cũng như là mình đã sử dụng được tiềm thức của mình biết rõ được cái hành trình. À, bây giờ từ một cái mục tiêu trên cái hành trình mà mình thực hiện thì mình phải đi qua đôi khi có những cảm xúc không tích cực, đôi khi cơ thể của mình nó nói này nói kia đúng không ạ, đôi khi có những cái tiếng nói nhỏ, vậy thì mình cần phải làm cái gì để mình có thể vượt qua được hết những cái điều đó, mình làm cái gì để trong cái hành trình đó mình có thể khai phá được cái tiềm thức của mình luôn, giúp đỡ cho mình và có thể là mình đạt được mục tiêu. Một quy trình thôi, chịu nói cái chị cực kỳ giá trị, có thể tiết kiệm cho cái chị cả 50 năm cuộc đời, 60 năm cuộc đời, 70 năm cuộc đời, nếu như mà cái chị làm được cái quy trình cái chấm hóa rồng trong chủ nhật tuần này hai cái chị ha. À, chủ nhật tuần này chúng ta sẽ bắt đầu, nên anh chị nào ở đây mà các anh chị muốn tham gia nhóm rèn luyện thân tâm trí, các anh chị liên hệ trưởng nhóm của mình, tại vì số lượng có hạn nha các anh chị. À, full zoom là mình không có vô được, nên là các anh chị muốn tham gia thì ráo định nhắn tin trưởng nhóm của mình để mình tham gia được không ạ. À, bây giờ thì vậy, các anh chị mình sẽ cùng với nhau nhắm mắt lại và chúng ta rắc bụi phép màu cho ngày mới nha. Các chị hãy hình dung tưởng tượng bên trong tâm trí của mình, bây giờ là cuối ngày hôm nay rồi, và ngày hôm nay các anh chị đạt được kết quả gì về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ được không ạ? Cảm ơn cả nhà.
Hãy là ông cơ thể của mình nha. Ông cơ thể của mình và nói rằng là tôi yêu bạn. Tôi cảm ơn bạn. Đơn giản bạn là người tuyệt vời nhất. Và hãy sống cuộc đời tốt nhất của bạn. Cảm ơn và cảm ơn. Rồi, bây giờ mình có thể mở mắt ra, vươn vai giữa người và quay trở lại đây nha chị ơi. Ok, cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều ha. À, chúng ta xứng đáng có được những thứ tuyệt vời nhất, nên là hãy luôn luôn giữ cho mình những cái suy nghĩ, những cảm xúc tích cực, yêu thương, biết ơn để mình có thể thu hút những cái điều tuyệt vời đến với lại cuộc sống của mình. À, hẹn gặp các anh chị trong chương trình Zoom trưa nay, tối nay, sáng ngày mai, và hẹn gặp các anh chị trong nhóm rèn luyện thân tâm trí, chúng ta cùng nhau khai phá đúng không ạ, và làm quy trình cá chép phá rồng trong chủ nhật tuần này ha. À, cảm ơn các anh chị. Xin chào cả nhà.